ta bắt đầu học nha. Thì nói về cái định thức của ma chặn vuông đó. À, thì người ta định nghĩa cái tổng này nè, cái tổng này được gọi là cái định thức của ma chặn vuông. Ma chặn vuông cấp N ha. Thì cái tổng này là cái gì? Cái tổng này á, thì cái dấu này á, người ta gọi là dấu sigma. Sigma có nghĩa là tổng đó, tổng. Và cái này là tích các cái phần tử ở trên các cái dòng, ở trên cái dòng khác nhau và ở ở các cái cột khác nhau tương ứng, thấy không? Thì cái này là tích các cái phần tử ở trên các dòng khác nhau, trên cột khác nhau tương ứng. Chẳng hạn như đây mình nhân những cái phần tử trên đường chéo này nhân nhau thì nó cũng ra một cái tích như thế. Và ở đây á, tổng cộng là nó có bao nhiêu cái tích, ở đây nó có bao nhiêu cái tích như thế, tức là mỗi cái tích như thế nó là một cái số hạng. Mỗi cái tích này nè nó là một cái số hạng, và mỗi cái số hạng này á, thì nó có khi nó mang dấu cộng, có khi dấu trừ, là nó sẽ phụ thuộc vào cái hàm này. Cái hàm này gọi là hàm dấu của cái sigma. Và một một cái sigma đó nó chính là một cái phép thế trên n phần tử. Cái n này chính là các cái phép thế trên n phần tử, thấy không? Và cái sigma, cái seno của sigma đó, cái này mình đọc là seno. Seno của sigma đó nó chính là cái dấu của phép thế sigma này. Và tôi lấy ví dụ như mình có ba phần tử là 1, 2, 3 thì mình sẽ có tổng cộng là 6 phép thế. 1, 2, 3 rồi đó là 1, 3, 2 rồi 2, 1, 3 2, 3, 1 rồi 3, 1, 2 3, 2, 1 đấy. Thì tổng cộng đó là mình sẽ có 6 cái phép thế như thế này. Mà mỗi cái phép thế này là mình gọi chung nó là một cái sigma. Và ở đây đó là nó có 6 phép thế, vậy thì nó có sẽ có cái 6 sigma. 6 cái sigma. Đó, thì như vậy đó là cái ở đây nó có cái này gọi là cái dấu của cái sigma nè, dấu của sigma. Thì cái dấu của sigma người ta xác định như thế nào? Đó, thì ở đây đó thì bình thường đó, nếu mà mình có ba số 1, 2, 3 mà mình xếp theo thứ tự thế này thì cái dấu nó sẽ là mang dấu cộng. À, thì dấu cộng là nó để ý là ở đây là nó hiểu là nó không có cái phép nào gọi là nghịch thế. Thì hai cái phép, cái một một cái phép thế mà cái số nghịch thế của nó là cái gì? Thì ở đây đó, nếu mà cái số 1 mà nó nhỏ hơn số 2 thì mình coi nó là cái sắp xếp hợp lý. Còn nếu mà cái số 2 mà nó nằm phía trước số 1 á, thì mình mới gọi nó là nghịch thế. Tức là một nghịch thế là một cái phép thế mà nó có một cái số lớn mà nó lại đứng trước cái số số bé, thì đó mình gọi là nghịch thế. Mà nếu mà trong cái phép thế đó mà số nghịch thế của nó là số số chẵn thì cái dấu của phép thế đó mình gọi là dấu cộng. Còn nếu mà trong đó nó có số phép thế là số nghịch thế là số lẻ thì mình gọi đó là phép thế trừ, phép thế âm, hay là cái dấu dấu phép thế là dấu trừ. Đó, như vậy thì ở đây đó em thấy là mình đếm coi trong cái phép thế này nó có bao nhiêu nghịch thế nha. Thì ở đây là một và một là đứng trước ba nè, là không phải nghịch thế nha. Nhưng mà chỗ này là ba đứng trước hai, số ba này đứng trước số hai này, là ba lớn hơn hai mà đứng trước hai, vậy đây là một nghịch thế nè. Cái cặp này là một nghịch thế nè, thấy không? Còn một mà đứng trước ba thì không phải, và một đứng trước hai cũng không phải luôn. Như vậy thì trong cái cặp này á, trong cái phép thế này nó có một nghịch thế thôi, một là số lẻ, cho nên ở đây mình lấy dấu trừ để mình xác định dấu của phép thế như thế. Thế bây giờ thầy hỏi em là cái phép thế này nó mang dấu cộng hay dấu trừ, em trả lời được không? Đó là mình sẽ đếm ngay coi coi trong đây nó có bao nhiêu nghịch thế nha. Hai đứng trước một, hai đứng trước một là một nghịch thế đúng chưa? Còn hai đứng trước ba, số 2 nè đang đứng trước số 3 nè thì nó không phải nghịch thế, mà số 1 đứng trước số 3 cũng không phải nghịch thế luôn. Vậy thì trong cái phép thế này chỉ có hai đứng trước một là một nghịch thế thôi, một là số lẻ thì nó mang dấu trừ. Đó. Còn đối với cái phép thế thứ 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 tư này, phép thế thứ tư này thì mình thấy đây là hai đứng trước ba là không phải nghịch thế nè, nhưng mà hai đứng trước một
À, số 2 nằm đây, số 1 nằm đây, vậy rõ ràng là hai đứng trước một đúng không? Là một nghịch thế. Rồi số 3 nằm đây, số 1 nằm đây. Đó. Vậy ba đứng trước một cũng là một nghịch thế nữa. Vậy thì chỗ này nó có hai nghịch thế. Hai là số chẵn, vậy thì cái dấu của phép thế này là dấu cộng. Và mình xét tiếp cái phép thế thứ thứ năm là mình thấy là ba đứng trước một, ba đứng trước một đây là một nghịch thế rồi nè, được chưa? Rồi ba đứng trước hai, ba đứng trước hai, ba đứng trước hai là hai nghịch thế. Một đứng trước hai thì nó không phải nghịch thế, cho nên số nghịch thế ở đây là số số chẵn là số 2, cho nên dấu của nó là dấu cộng đó. Còn còn cái phép thế cuối cùng này thì mình thấy là ba đứng trước hai là một nghịch thế nè, rồi hai đứng trước một là một nghịch thế nữa là hai, rồi ba đứng trước một, số 3 này đứng trước số 1 là ba nghịch thế, mà ba nghịch thế ba là số lẻ cho nên là đây là dấu trừ. Đấy, vậy thì tổng cộng là đây nó sẽ có ba phép thế mang dấu cộng và ba phép thế mang dấu trừ. Như vậy thì mình dựa vào cái định nghĩa này mình sẽ tính cái định thức cấp 3, tính định thức cấp 3 như thế nào. Đấy, tôi lấy ví dụ định thức cấp 3 mà tính theo cái phép thế này. Các em chờ thầy tí. Rồi ví dụ như chỗ này á, là tôi sử dụng cái phép thế này tôi tính cái định thức cấp 3 cho các em xem nha. Định thức cấp 3 tức là nó là định thức của ma trận vuông cấp 3. Mình có là A11 nè. A12, A13, A21, A22. À quên, là tôi quên mở cái micro. Rồi các em nghe rõ chưa? Alo. Rồi chúng ta tính định thức cấp 3 nha. Định thức cấp 3 theo theo cái định nghĩa này nè. Thì định thức cấp 3 là định thức của ma trận vuông cấp 3 đó. Đấy, thì định thức cấp 3 đó là mình thay vì mình ghi mình viết nó dạng ma trận á thì ở đây mình có phải có cái móc vô. Nhưng mà ghi định thức á, thì mình khỏi cần cái móc, thấy không? Đó. Thì bây giờ đó thì nó chính là tổng của ba phần tử ở trên ba dòng khác nhau. Tích của ba phần tử ở ba dòng khác nhau, chẳng hạn như dòng 1 nè, dòng 2 nè, dòng 3 nè. Còn cái chỉ số cột đó là mình sẽ theo cái dấu của phép thế, theo cái phép thế này. Đúng không? Thì ở đây đó là chỉ số cột của nó là 1, rồi 2, rồi 3 luôn. Và cái dấu của phép thế này mang dấu cộng cho nên chỗ này mình đánh dấu cộng. Đó. Rồi tiếp tục là cũng là những cái phần tử ở dòng khác nhau luôn, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Dòng 1, dòng 2, dòng 3. Nhưng mà cái chỉ số cột của nó lại là 1 3 2. Đây là 1. Rồi 3 2 mang dấu trừ. Phải không? Mang dấu trừ. Rồi, tiếp tục. Rồi A1, A2, A3. Thì cái chỉ số cột nó mình theo cái dấu của phép thế thứ ba này. À, tức là 2 1 3 và dấu nó là dấu trừ. À, tiếp theo đó là cái phép thế thứ tư là dấu cộng đúng không? Này cộng nè. A1 A2 A3 và cái chỉ số cột của nó là 2 3 1. 2 3 1. Rồi tiếp theo đó là cái phép thế thứ năm là dấu cộng là A1 A2 A3 và cái chỉ số cột của nó là 3 1 2 là 3 1 2. À, tương tự như vậy thì đối với cái phần tử còn lại đó nó là A1 A1 3 A2 2 và A3 1. Và chỗ này là dấu trừ chứ không phải dấu cộng. Trừ. Để tôi lấy cái viết xóa, tôi xóa cái này.
sửa này là dấu trừ. Đấy, thì cái định thức cấp 3 mình sẽ tính như thế này. Định thức cấp 3 nó sẽ gồm có tổng cộng 6 số hạng như thế này. Đấy. Thì đây là mình sẽ tính định thức theo cái định nghĩa này. Như vậy thì cái định thức cấp 3 đó là định thức cấp 3 là chúng ta sẽ có 6 số hạng. Sẽ có 6 số hạng. 6 số hạng như thế này. Nhưng mà cái định thức cấp 2 thì nó đơn giản lắm. Định thức cấp 2 chẳng hạn như là A11 nè. A12, A21, A22. Nào, định thức cấp 2 thì mình sẽ có là A11, A22 trừ A12 nhân A21. Định thức cấp 2 thì nó có hai số hạng thôi. Bởi vì ví dụ như mình có hai phần tử 12 thì mình chỉ có hai cái ship là 11 và 12 và 21 thôi. Thấy không? Chỉ có hai cái ship này thôi. Đấy, thì em thấy là chỉ số cột của nó là tương ứng là 12 nè và 21. À, ví dụ như muốn tính định thức cấp 2 như thế này là có 3 phần tử từ 1 và 1 1 2 1 3 như thế này. Đấy. Thì mình nhân chéo nè, nhân chéo là lấy 1 nhân cho 3 rồi trừ 2 nhân cho 1. Thì cái này bằng 1. Thì cái định thức của ma trận A thì mình sẽ ký hiệu là thay vì mình ghi các cái phần tử của ma trận A ra xong rồi cái rồi mình gạch hai gạch giống như dấu giá trị tuyệt đối, hoặc là mình ghi là A nằm trong giá trị tuyệt đối, hoặc là mình ghi chữ det. Det là determine trong tiếng Anh đó, là nó chính là định thức của ma trận. Thấy không? Đấy, thì còn đối với cái định thức cấp 2 thì ở đây ghi lại là tôi ghi lại trong cái ví dụ này, nhân chéo trừ nhau thôi ha. Còn đối với định thức cấp 3 thì mình sẽ sử dụng cái dấu của phép thế này. Đó, dấu phép thế là tôi ghi ra đây nè. 1 2 3 1 3 2 2 3 1. Thấy không? Và tôi sẽ được cái định thức này. Đấy, thì để tính cái định thức cấp 3 này đó thì em lưu ý là thay vì mình xác định theo cái định nghĩa là cái dấu phép thế này đó, mình tính định thức cấp 3 này nó khó. Cho nên là thay vì để tính theo cái định nghĩa thì mình sẽ dùng cái quy tắc này gọi là quy tắc Sarrut. Thì cái quy tắc Sarrut thì sao? Chẳng hạn như tôi có cái định thức này, định thức cấp 3 này. Thức cấp 3 là này. Bây giờ mình muốn tính cái định thức này mình tính sao? Đó, thì em sẽ ghi hai cái cột, em viết hai cái cột 1, cột 2 kế lên đây. Cột 1 là 1 1 nè. 1 trừ 1, 1 trừ 1 và 2 1. Đấy. Và em sẽ gạch theo cái đường chéo chính nó hai đường. Gạch theo đường chéo chính nó hai đường. Rồi, tổng cộng nó có 3 đường, 3 đường này thì mang dấu cộng hết. Và những cái phần tử nào mà nó gặp nhau trên 3 đường này là mình nhân nhau mình lấy dấu cộng, thấy không? Chẳng hạn như ở đây là ta có một nhân cho trừ một và nhân cho 4 nè, là nó ra là trừ 4, đúng không? Tại vì nó mang dấu cộng rồi mình không thêm dấu vô đó. Rồi ở đây một nhân cho 2 rồi nhân cho 2, thấy không, là 4 luôn, cộng 4. Rồi cái này 2 nhân cho 1 thì nhân cho 1 là nó ra 2, là cộng 2. Còn cái đường chéo phụ này đó là mình lưu ý là nó sẽ là dấu trừ nha, đường chéo phụ này dấu trừ nè. Rồi hai cái đường song song với đường chéo phụ cũng mang dấu trừ luôn. Đó. Thì cái đường chéo phụ này em lấy là 2 nhân trừ 1 nhân 2. 2 nè. Nhân cho trừ 1 nè. Rồi nhân cho 2. 2 nhân 2 là 4, nhân trừ 1 nó là trừ 4. Nhưng mà theo cái đường này á, thì thêm dấu trừ vô nữa là cộng 4. Đó. Rồi cái này là 1 nè. Nhân 2 nhân 1 là 2. Nhưng mà theo cái đường này thêm dấu trừ nữa là số trừ 2. Còn chỗ này là 1 nhân 1 nhân 4 là 4 và thêm dấu trừ nữa là trừ 4. Đấy, đấy thì ở đây em thấy là em thấy là cái gì? Hai cái thằng này cộng với nhau là bằng 0 rồi nè. Hai cái này cộng lên bằng 0 rồi. Đó, rồi số này trừ số này cũng bằng 0, cái này cũng trừ bằng 0, vậy cái định thức này bằng 0. Thấy không? Thì ngoài cái cách đó thì mình có thể bấm máy tính để mà tính định thức, chẳng hạn như ở đây. Cái định thức này của tôi lúc nãy tôi chứng minh tôi đã tính nó ra là nó bằng không rồi nè. Bây giờ em sử dụng chế độ là menu 4 á. Menu 41 ha. Là nó có 3 dòng 3 cột nè, tôi nhập cái định thức ma trận này vô.
Đấy, thì sau khi nhập cái ma trận này vô thì tôi bấm AC, tôi bấm option, tôi chọn cái chữ định thức là số 2 nè. Đó, rồi tôi bấm option, tôi chọn ma trận A ra là số 3, tôi bấm máy ra. Kết quả ra định thức của ma trận A bằng 0, đúng chưa? Đấy. Thì thay vì mình tính theo cái định nghĩa đó, thì mình có thể tính theo quy tắc Sharroot và cũng có thể bấm máy. Tuy nhiên mà khi mà em bấm máy đó, thì ở trong cái máy tính của chúng ta nó chỉ hỗ trợ mình tính tới cái định thức cấp 4 thôi. À, tức là ví dụ như em chọn ma trận A thì nó hỏi mấy dòng từ 1 đến 4. Tức là cấp tối đa của nó là cấp 4 thôi, cho nên là không có tính được định thức cấp 5 nha. Đó, thì trong máy tính mình không tính được tới định thức cấp 5 đâu. Cho nên là quá trình mình tính định thức á thì các em lưu ý. À, trong quá trình tính định thức thì các em lưu ý đó là mình sẽ nhớ một số tính chất của định thức như sau. À, tính chất một là nếu như một dòng nào đó của định thức nó được phân tích thành tổng của hai phần tử, ví dụ như chỗ này mình có cái dòng thứ thứ y đó, dòng thứ y của nó thì một phần tử AEG của nó thì nó sẽ là AEG phẩy và AEG hai phẩy cộng nhau, thì cái định thức này là mình sẽ tách được thành là tổng của hai định thức. Không? Đấy. Thì cái dòng thứ y của định thức lúc này nó là cái dòng này nè. Định thức ban đầu của mình nó là cái này. Dòng thứ y nè. Rồi mỗi cái phần tử này mình sẽ tách là a, ví dụ như a1y á là mình tách thành a1 y y 1 phẩy cộng cho a y 1 2 phẩy. Không? Hai hai thằng này cộng nhau nó đúng bằng thằng này. Đó. Thì khi đó thì cái định thức này mình sẽ tách thành tổng hai định thức. Đó là tính chất thứ nhất. À, tính chất thứ hai nếu một cái dòng nào đó của định thức mà nó có thừa số chung là c, lưu ý là cái dòng này đều có c hết trơn nè, đó thì mình có thể đem cái thừa số c này đem ra ngoài, thì lúc này ở trong cái định thức mới mình không có chữ c, thấy không? Đó thì đó là tính chất số 2. Rồi tính chất số 3, nếu mà mình đổi hai dòng cho nhau thì định thức đổi dấu, hai dòng cho nhau định thức đổi dấu, chẳng hạn như tôi có định thức cấp 2 nè, 2 3 1 4. À, đây là định thức cấp 2. Định thức cấp 2 này thì mình nhân chéo trừ nhau thôi. 2 nhân 4 là 8. 2 nhân 4 trừ 3 nhân 1. Thì cái định thức này nó ra kết quả là số 5. Tại vì cái này là 8 trừ 3 là 5. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi hai dòng định thức này cho nhau. Tức là 1 4 mình đem lên trên, 2 3 mình đem xuống dưới. Đúng chưa? Rồi mình tính lại thì mình thấy là gì? 1 nhân cho 3 trừ 4 nhân cho 2 thì nó ra là bằng trừ 5. Thì rõ ràng khi mà mình đổi hai dòng cho nhau thì định thức nó sẽ đổi dấu. Đúng không? Đó là tính chất số 3. Còn tính chất thứ tư, nếu mà định thức mà nó có hai dòng giống nhau hoặc tỷ lệ nhau thì định thức có bằng không. Chẳng hạn như đây, cái dòng này là 1, 2, 3. Cái dòng này dưới đây là nó là gì? Cũng 1, 2, 3 luôn. Là hai dòng này nó giống nhau. Hai dòng này giống nhau thì định thức này chắc chắn bằng không. Rồi tính chất thứ năm, nếu nhân mỗi phần tử ở dòng thứ y cùng một số c rồi cộng vào các cái phần tử cùng cột ở dòng thứ k thì được định thức mới bằng định thức đã cho. À, ví dụ như mình muốn tính cái định thức này, mình tính định thức này, không? Thì bây giờ đó là mình sử dụng cái tính chất này, mình lấy cái dòng một này nè, lấy dòng một này mình nhân cho trừ hai, chỗ này mình nhân cho trừ hai, rồi mình sẽ cộng vô cái dòng hai, cộng vô dòng 2. Rồi đồng thời mình cũng lấy dòng 1 nhưng mà mình nhân cho trừ 3. Mình cộng vô dòng 3. Đấy. Nhân dòng 2 rồi cộng vô nhân cho trừ 2. Rồi cộng vô dòng 2 mình nhân trừ 3 cộng dòng 3. Đấy. Thì ví dụ như đây. Chỗ này là mình nhân cho trừ 2 á thì nó ra là âm 2. Mà âm 2 đó mà cộng cho 2 này đó thì ra số 0. Đúng chưa? Chỗ này mình nhân cho trừ 2 đó, âm 2 đó thì nó ra là 2. Mà 2 cộng 3 thì nó ra số 5 này. Thấy không? Rồi chỗ này mình nhân cho âm 2 đó là nó ra âm 2. Âm 2 mà xin lỗi, mình nhân cho âm 2 thì nó ra âm 4. Âm 4 mà cộng cho âm 5 thì nó ra âm 9. Đây. Đó. Thì đó là mình lấy cái dòng thứ nhất mà nhân cho âm 2 cộng vô dòng 2.
Có nghĩa là cái chỗ này á, có nghĩa là chỗ này mình biến đổi dòng 2 thôi. Cái này là biến đổi dòng 2. Biến đổi dòng 2 nha. Biến đổi dòng 2 bằng cách là lấy dòng 1 nhân cho âm 2 cộng vào dòng 2. Còn cái dòng 1 là vẫn giữ nguyên nè. Em thấy cái dòng 1 là vẫn giữ nguyên nè, đúng không? Dòng 1 giữ nguyên nè. Và tương tự như vậy thì với cách biến đổi tiếp theo đó là cũng lấy cái dòng 1 nhưng mà nhân cho âm 3, dòng 1 mà nhân cho âm 3 và mình cộng xuống cái dòng thứ ba. À, cộng xuống dòng thứ ba này. Ví dụ như chỗ này mình nhân cho âm 3 thì nó ra âm 3 nè. Nhân cho âm 3 không? Nhân cho âm 3 thì nó ra âm 3, âm 3 cộng cho 3 thì nó ra số 0. Được chưa? Đó, còn cái này mình nhân cho âm 3 thì nó ra nhiêu? Là 3. Âm 1 mà nhân cho âm 3 là ra ra 3 mà 3 cộng cho 2 này thì ra nhiêu? Là 5. Rồi chỗ này mình cũng nhân cho âm 3 luôn. Nhân cho âm 3 thì nó ra là âm 6, âm 6 mà cộng cho 1 thì nó ra âm 5. Đấy. Vậy thì theo cái tính chất số 5 đó thì hai cái định thức này là nó không thay đổi, tức là định thức trước với định thức sau là giá trị nó bằng nhau. Nha. Định thức. Đấy, thì bây giờ mình lại tiếp tục từ cái định thức phía sau này nè. Định thức phía sau này mình biến đổi bằng cách là lấy cái dòng thứ thứ hai mình nhân cho âm 2, nhân cho âm 1 rồi mình cộng vô cái dòng thứ hai này. Rồi cộng xuống cái dòng thứ hai này. À, dòng này. Thì mình làm như sao? Chỗ này em nhân cho âm 1 thì nó ra âm 5, âm 5 mà cộng cho 5 thì nó ra số 0. Hiển nhiên là chỗ này em nhân cho âm 1 thì nó cũng ra 0 mà cộng cho 0 thì nó cũng ra 0 này thôi, đúng không? Còn cái chỗ này nếu mà em nhân cho âm 1 á, số 9 này là nhân cho âm 1 là 9. Mà 9 9 mà cộng cho âm 5 thì nó ra 4. Nha, à, 4. Và lúc này á, thì mình chỉ cần lấy cái phần tử trên đường chéo chính là mình nhân với nhau thôi. Thì đối với cái định thức của ma trận tam giác trên á, em lưu ý là chỉ cái phần tử trên đường chéo chính nhân với nhau thôi. Đúng không? Thật vậy nếu mà mình áp dụng quy tắc Sarrut á, áp dụng quy tắc Sarrut á, thì mình sẽ có kết quả như sau. Thì nếu mà áp dụng quy tắc Sarrut thì mình sẽ có kết quả như thế này. Tại vì lúc này em sẽ ghi em viết cái cột 1 kế bên. Đúng không? Cái cột 2 kế bên luôn. Đó, rồi em sẽ gạch theo cái đường chéo chính. Ba gạch. Đó. Và gạch theo cái đường chéo phụ. Gạch theo cái đường chéo phụ còn lại đó là cũng ba gạch luôn. Cũng ba gạch. Thì em thấy là khi mà gạch theo cái đường chéo phụ á, gạch theo đường chéo chính á, thì mình sẽ có cái kết quả như sau. 1 x 5 x 4 là số 20 nè, đúng không? 1 x 5 x 4 là số 20. Còn cái số này trừ 1 nhân trừ 9 rồi nhân 0 lại ra mấy à? Ra 0. Rồi 2 x 0 x 0 là cũng ra 0. Đúng không? Rồi tính theo đường chéo phụ thì 2 x 5 rồi nhân 0 thì cũng ra 0. Rồi cái đường này là 1 nhân cho âm 9 rồi nhân cho số 0 này nó cũng ra 0. Rồi cái chỗ này âm 1 nhân cho 0 rồi nhân cho 4 thì nó cũng ra số 0. Thì tóm lại là trong cái tổng này thì nó có 5 số 0. Thấy không? 5 số hạng là 0 còn một số hạng là 20 thôi. Cho nên định thức này bằng 20. Đó. Cho nên là khi mà em sử dụng tính chất số 5. Sử dụng tính chất số 5 để mà tính định thức. Tính chất số 5 tức là mình sẽ biến đổi cái dòng thứ k. Thấy không? Biến đổi dòng k bằng cách lấy dòng y nhân cho một số rồi cộng vào dòng k. Thì như thế thì cái định thức nó sẽ không thay đổi. Thì định thức không thay đổi. Lưu ý thầy đang nói định thức nha. Định thức không thay đổi.
Còn đối với ma chặn đó, thì cái phép biến đổi này thì nó sẽ biến đổi ma chặn thành một cái ma chặn bậc thang dòng tương đương với nó, đúng chưa? Tương đương với nó chứ không có bằng nhau nha. Đối với cái phép này đó là chính là cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng, phép biến đổi thứ ba đó. Thấy không? Cái này nó chính là phép biến đổi sơ cấp dòng thứ ba, thứ ba của ma chặn. Thì đối với ma chặn á, của ma chặn á, là nó sẽ làm thay thay đổi ma chặn, tức là nó biến ma chặn thành một cái ma chặn tương đương với nó thôi chứ không có bằng nha. Còn định thức thì nó bằng, định thức của hai ma chặn đó lại bằng nhau theo cái phép biến đổi này, nhớ chưa? Đó. Còn cái chỗ mà đổi hai dòng cho nhau thì cái này nó cũng đối với cái phép biến đổi ma chặn á, thì nó cũng biến ma chặn thành ma chặn tương đương, nhưng mà đối với hai định thức á, thì nó biến đổi định thức này thành có giá trị bằng định thức kia nhân cho trừ một, thấy không? Đấy, thì có nghĩa là đổi dấu, định thức nó đổi dấu. Thì cái tính chất số 5 này mình có thể áp dụng được cho định thức cấp cao hơn 3, cấp 4, cấp 5 gì, cấp vân vân, cấp cao hơn 5 cũng được. Tức là mình cố gắng mình dùng cái phép biến đổi số 5 này, mình đưa cái định thức đang tính về định thức của một ma chặn ma chặn tam giác trên, thì mình chỉ việc lấy cái phần tử trên đường chéo chính này nhân với nhau thôi, đường chéo chính này nhân với nhau thôi thì nó ra được cái định thức. Còn cái tính chất số 6 tức là với cái ma chặn AT là ma chặn chuyển vị của A đó, thì lúc này đó thì mình sẽ có là hai ma chặn này nó sẽ có cùng cái định thức. Thấy không? Đấy, thì để tính định thức thì thứ nhất là thì tóm lại đó, tính định thức thì em nhớ cho thầy nè. Ghi nhớ thấy không? Thứ nhất là định thức cấp 2 tính sao? Định thức cấp 2. Cấp 2 tính sao? Tức là nhân chéo trừ nhau đó. Rồi định thức cấp 3. Định thức cấp 3 là quy tắc sa rút. Thì nhớ quy tắc sa rút. Sa rút ha. Rồi đó là các cái tính chất của định thức. Đấy. Thì chúng ta tạm thời chúng ta giải lao một tí, rồi lát nữa thầy vô thầy sẽ nói về cái định lý Laplace. Lý Laplace này ha. Các em còn đó không? Alo. Dạ còn thầy Ê, ơi. chỗ các em có mưa không? Dạ có mưa lớn thầy ơi. Vậy hả? Bạn Bùi Lam Anh có ý kiến gì? Không có thầy ơi. Giơ tay là nói vậy thì nếu mà có mưa thì chúng ta nghỉ đi, rồi ngày mai là chúng ta học tiếp cái phần này ha. Thì tạm Dạ. thời buổi chiều nay mình học hai hai bài, đó là về ma chặn và định Dạ. thức, rồi chúng ta tạm thời nghỉ đi ha. Mưa lớn không nghe gì vậy? Rồi rồi.